Trong thời đại công nghệ 4.0 ngày nay, mọi người ai cũng dùng công nghệ và nhất là mạng xã hội để giải quyết các vấn đề cá nhân của mình. Và tôi cũng không ngoại lệ khi đã có cho mình một trải nghiệm vô cùng thú vị với mạng xã hội. Nè, em đang ngồi trước mặt anh đó nha. Ủa, thì thời 4.0 rồi mà em. 4.0 cái gì mà 4.0? Bây giờ em không biết, giữa em vài điện thoại, anh chọn đi. Tại sao tôi lưu ý một người như... Từ hôm đó, tôi cứ luôn băn khoăn, ai mới thực sự quan tâm tới mình. Và thế là tôi đã nghĩ ra một kế hoạch. Và một tuần cũng trôi qua, ngày sinh nhật ảo của tôi cũng đã đến rồi. Và đây là kết quả. Ê, sinh nhật mình đúng không? Xin nhớ đãi tao đi ăn nữa nha. Ê, ví dụ như có quà nhớ chia cho tao nha. Nhớ nhân quỷ. Đúng là bạn thân mà. Thật ai nấy lo đó. Và còn đây là anh người yêu vô tâm của tôi. Thiệt là sao mình lại quen. Lại còn dám chúc mừng sinh nhật mình nữa chứ. Và điều tệ hơn nữa là đến ba cũng không nhớ tới sinh nhật của mình nữa. Thiệt là đúng là chỉ có gia đình mới quan tâm mình thật sự mà thôi.